Xin chào tất cả anh em, rất vui gặp lại anh em. Anh em đang xem video trên channel là VTF Vico. Thì tiếp tục các video review về ARK VIP, ARK Top Server tại các tựa game Võ Lâm Trường Kỳ 1 PC. Thì hôm nay mình xin phép gửi đến anh em một cái ARK mà gọi là đỉnh của đỉnh, vang danh thiên hạ, top 1 server anh em ạ. Chúng ta thấy thì một ARK mà anh em rất là đẹp. Cô nàng rất là đẹp gái, ARK top 1 server cấp 127 tại server Đại Giang Sơn Công Thành Chiến Xưa.com nha anh em. Đại Giang Sơn Công Thành Chiến Xưa.com. Một ARK mà anh em sau khi coi video phải há hốc mồm anh em ạ. Về độ VIP, độ chịu chơi bằng đúng bản chất của top 1 server anh em ạ. Rồi chúng ta cùng xem thử nhé nè. Thì lời đầu tiên cho mình xin phép cảm ơn chú ARK đã cho mình mượn vài phút ngắn ngủi để chia sẻ cùng anh em đam mê tựa game Võ Lâm Trường Kỳ 1 này nói chung và những người đam mê phái võ đang nói riêng. Hiện tại đẳng cấp của ARK top 1 này là 127. Server Đại Giang Sơn Công Thành Chiến Xưa.com thì hiện tại cấp 125. Đó. Một server này mở rất là lâu anh em, nhưng lên cấp rất là chậm. Nên anh em thông cảm, anh em phải hiểu rằng để được lên cấp độ này cũng phải đơn giản gì anh em ạ. Chúng ta thấy bảng kinh nghiệm là anh em thấy 13 tỷ kinh nghiệm anh em ạ. Đó, 13 tỷ kinh nghiệm một cấp. Cày không bị dễ ăn gì. Hồi xưa hình như là cấp 200, 200 là 20 tỷ phải không anh em nhỉ? Mình không nhớ, nếu của Vinagame hình như là cấp 200 mới là 20 tỷ hay gì đó. Em có thể thấy thì ở server này thì cày cấp rất là chậm. Muốn lên cấp 127 thì thật sự là tốn rất là nhiều tiền bạc và công sức. Chúng ta cùng coi thông số ặc nha em. Số giả tàu chắc là mới reset hay sao mà có không anh em ạ. Số vào là mật tịch là 16, số tịch quy kinh 16 là max, số cống nguyệt 4 max, số phụng nguyệt max. Nói chung là anh em mà coi cái chỉ số ặc này thì cái gì cũng max hết anh em ạ. Top 1 server, nói chung cái gì có là ông này ăn hết anh em ạ. Công nhận kinh khủng thật. Mình coi lần đầu tiên mình coi một cái ặc mà trong tất cả các video review của mình thì ặc này đỉnh của đỉnh anh em ạ. Nói chung số tiền mà để lên được cấp độ này cũng phải nhỏ nhắn gì anh em ạ. Ông già Noel 2, ông già Noel nhỏ 2, mật tịch mùa xuân 2, bí tịch mùa xuân 2, nhẫn bạc 2, nến sinh nhật 2, nến sinh nhật kỹ năng tiềm năng 2, tiềm năng phong lăng độ. Nói chung là những cái thông số này thì ở server đại chỉ có mặt ở Đại Tung Sơn, Đại Giang Sơn Công Thành Chiến Xưa.com nha em. Còn có ở Võ Lâm hồi trước đây thì nó sẽ không có, anh em sẽ không hiểu đâu. Nếu anh em nào chơi ở server này mới hiểu được anh em ạ. Nên là anh em nào muốn chơi thì cứ quay về server này mình sẽ tìm hiểu thêm nhé anh em. Rồi chúng ta coi về bảng tiềm năng nhé anh em. Một ặc võ đăng quyền, chúng ta thấy thì công kích 67, tốc độ đánh 67, lực tay 4k1, tăng sinh khí 300, nội công 797, máu 2k3. Để xuống ngựa thử coi anh em ạ. Xuống ngựa thử coi, 1k9, quá trâu anh em ạ. Mà võ đào máu 1k9 mà đào 13k. Ui trời ơi, sự là quá trâu bò luôn anh em. Phòng thủ 58, kháng băng 61, kháng lôi 75, kháng hỏa 70. Với bạn khác như thế này thì ui rồi nói anh em ạ, kháng độc chỉ thua mỗi kháng độc thôi em. Kháng độc này chỉ thua mỗi ngũ độc với đường môn thôi. Thực sự bạn khác này quá trâu anh em ạ. Kháng hỏa 70 thì hệ hỏa đánh lúc nào thì chết anh em. Kháng lôi 75 cũng vậy. Chúng ta cùng xem kỹ năng nhé anh em. Úc duyên 56k, nhân vọng 4k8, quá nhiều luôn em ạ. Chúng ta cùng xem thử về kỹ năng nhé nè. Kill 120x, 12x, 21 kill. Và hiện tại anh này mới có 19 kill thôi nè, chưa mắc ọc anh em ạ. Chưa mắc, còn mức độ luyện mới 41% anh em ạ. Chiều giờ giải bùa của kiếm chiều thứ 22, kiều vào đang 22, tại vì
Ông này mang một ăn cái nhất kỳ và một cái phi phong, cộng một kill là cộng hai kill nhé anh em. Ta cùng cho anh em xem thử thì các kill 232 thì coi như thế nào nha anh em. Đó. Tốc độ đánh nó cộng tới ngoại công cộng tới 67 anh em ạ. Nội công 67. Mình share cho anh em nhìn thôi. Kêu 20 cộng 100% luôn anh em ạ. Đấy, có lẽ thì cái này rất là hay anh em, không biết là mình chưa test thử là nếu được 100% vậy là 100% vào mana ta. 100% để trừ mức 25 rồi còn 75 anh em ạ. Người sát nội công 995, vậy là khi mà kill này khi càng lên kéo cao nó cũng chỉ có 100% thôi anh em ạ. Không hơn được nữa. Khi mà kill 20 đã 100% rồi, kill 22 cũng là 100% luôn anh em ạ. Chỉ có tiêu hao nội lực hơn thôi. Bó tay. Tốc độ chạy cộng tới 64%. Ghê thật. Nội lôi trị, nội sát nội công 99%, nội lực hộ thân trừ 25. Khi mà lên kêu 25 thì cũng chỉ 25 trừ 25% và chỉ tăng lôi sát thôi. Còn này là tăng độ chính xác, né tránh. Đây, mình giới thiệu em một cái kêu mà chắc là có lẽ anh em đam mê võ lâm thời xưa mới biết được em nè. Thời bây giờ chưa chắc anh em biết là kiếm phú thế bằng. Rất là nhiều anh em sẽ không biết được cái kêu này đâu anh em ạ. Một kêu mà cho tiền ăn mày mấy lần mới kiếm được cái kêu này. Người ta gọi là kêu đi lấy tiền. Thật sự cái kêu này, kêu này chẳng tác dụng gì anh em ạ. Nhưng nhiều người sẽ không biết được kêu này đâu anh em. Kêu này là chúng ta cho tiền cho ăn mày ở thành á, sẽ có được cái kêu này. Kiếm phú tế bằng có thể lấy được tiền của người chơi khác, tiền đã được sẽ bị hệ thống thu hồi. Nó ghi vậy thôi nhưng thực sự là không có tác dụng gì đâu anh em. Không biết anh em có tác dụng gì thì anh em nào biết kiểu này anh em có thể chia sẻ với anh em nha. Mình thì bó tay nè, mình hồi xưa đến giờ chỉ biết nó là mỗi kiểu là kiểu để cho đẹp thôi anh em, không tác dụng gì hết. Đó, như vậy chúng ta vừa xem được tiềm năng và kỹ năng. Và bây giờ chúng ta đồ đạc của một top 1 server thì trị giá bao nhiêu tiền, và nó có phải là đồ của top 1 server không. Chúng ta nhìn vào thì thấy ba món hoàng kim anh em ạ. Tuyết băng khánh đất cả năm, trắng xa vào kỹ năng. Kỹ năng vẫn có còn một cấp nha anh em. Đầu tiên chúng ta coi dây chuyền anh em, coi đồ hoàng kim cực phẩm mang ba hạng liền, khánh đất cả 20. Món này chỉ giá khoảng 20 củ anh em ạ, 20 triệu Việt Nam đồng cái dây chuyền này anh em ạ. Và đây giới thiệu anh em một hai cái món mà gọi là chắc có lẽ nhiều anh em chơi võ lâm chắc không biết luôn anh em ạ. Set vinh diệu, thời gian phục hồi 60, thời gian choáng 40%, nội lực 200 điểm và đôi giày tinh chuẩn chi ngoa, tốc độ 60, thời gian làm chậm 40 và sinh lực 200. Khi mà chúng ta mặc hai cái món này, hai cái set vinh diệu với tinh chuẩn này thì nó sẽ kích thích tất cả đồ anh em ạ. Anh em có thể thấy kích thích tất cả đồ nha, kích thích tất cả đồ. Thì hai món này thì, gọi là VIP server anh em ạ. Thực là trị giá nó khoảng 75 kim, anh em có thể nhân cho mình 60 Việt Nam đồng đi. 75 kim nha, 75 kim nguyên bảo, kim bản giáo có giá khoảng 65.000 anh em ạ. Thì anh em có thể tính ra là bao nhiêu để hai món đồ này. Tại vì nó có hạn, hai món này nó có hạn nên là giá chỉ khoảng 75 kim thôi. 75 kim anh em có thể nhân ra cũng không phải số tiền nhỏ như gì đâu anh em ạ. Vũ khí lôi sắc nội công 186, cũng độc 20, thì đây công kích, đây là võ đăng khí nên là mang lôi sắc khá đẹp anh em. Thật sự hai cái món này nó còn ngon hơn những vô danh giới trì đấy nè. Tại vì
nó cũng ngon ngon ngăn ngửa luôn nè, tại vì khi mà chúng ta mặc hai món thì kích thích tất cả đồ luôn. Nón 23-40 sinh lực 75, một nón VIP server không có cái thứ hai nữa nè, nên chúng ta không thể định giá được anh em ạ. Một cái nón mà gọi là VIP server nên gọi là vô giá anh em ạ, không thể nào định giá được, tại vì chủ ạc đã sao cho mình rồi, không có bán ra nên là không thể nào định giá được. Chúng ta thấy kinh khủng không? Anh em đừng thắc mắc là tại sao nó là vô giá, tại vì ở server này nếu anh em nào đã chơi thì đều biết được đồ thì rất là khó kiếm. Thì trong các ạc mình review server này thì anh em có thể thấy đồ xanh rất là khó kiếm, không phải dễ dàng kiếm phòng thủ vật lý mà làm 140 đâu, nên là rất là khó kiếm. Bao tay anh em có thể thấy ở top 1 server cấp 127 rồi mà xài cái bao tay chỉ có phòng thủ vật lý 10 thôi mà làm 140. Nếu các server khác thì đa số anh em sẽ thấy dùng 25-40, nhưng server này rất là khó kiếm anh em ạ. Để kiếm được cái món làm 140 mà phòng thủ lý nữa thì rất là khó kiếm. Một cái nhẫn, giới thiệu anh em một cái nhẫn nữa, 23-40 sinh khí 10, sinh lực 101, quá kinh khủng anh em ạ. Nhẫn này là nhẫn no 1 server, cũng không có cái thứ hai luôn anh em ạ. Nhẫn này thì cũng vô giá luôn, chưa định giá được, tại vì nhẫn này là xăng ác nhân lệnh, xăng lệnh bài bốt ra nên chủ ác xài luôn, nên là cũng chưa biết định giá như thế nào anh em ạ. Nếu anh em mà chơi server này, anh em có thể định giá cho mình, bình luận thì coi hai cái món này định giá bao nhiêu. Nhẫn kháng lôi 30 sinh lực cao, đúng, rất là hợp với võ đan luôn. Nói chung nhẫn kháng lôi 30 thì ở các server đồ xanh thì nó cũng không phải là gọi là hiếm lắm, nhưng là mà sinh lực cao nữa thì rất là ngon em ạ. 22-30 sinh lực cao, nội lực 49, mặc dù tiếc là nó chỉ có chóng 30 thôi. Người em có thể nhìn vào ở server đồ xanh rất là khan hiếm thì cũng là rất là VIP anh em ạ. 28-10 một cái đai lưng rất là ngon, phù hợp, rất là phù hợp với võ đan, có chuyển hóa sát thương là nội lực mà hệ mộc nữa anh em, rất là khó kiếm. Bình thường chúng ta chỉ thấy là kháng lôi 30 thôi, không có chuyển hóa nội lực đâu anh em ạ. Khi anh em thấy mà có đồ chuyển hóa mà đồ đai lưng mà chuyển hóa mà kháng lôi nữa thì rất là khó kiếm, mà chủ ạc này đã săn tìm cho mình. Ngựa phi vân đó, như vậy thì mình vừa cho anh em xem thử một cái ạc mà top 1 server, mặc dù trị giá nó cũng không phải là nhiều nhất trong những tất cả ạc của mình review, nhưng thật sự nó là một ạc mà trị giá gọi là vô giá nè, tại vì những cái món đồ mình không thể định giá bằng tiền được, tại vì nó là đồ no 1 server nè, đồ no 1 server này không định giá bằng tiền được anh em ạ. Về đó, như vậy chúng ta đã được chứng kiến xem ngưỡng một cái ạc võ đăng quyền top 1 server tại server Đại Giang Sơn công thành chiến sư.com. Như vậy thì video đến đây là hơi dài và mình xin tạm ngừng tại đây nhé em. Rồi một lần nữa mình cảm ơn chú ạc đã giúp cho mình hoàn thành cái video này, một cái ạc VIP làm vang danh thiên hạ của một võ đăng quyền, để gửi tới tất cả những anh em đam mê võ lâm nói chung và những anh em đam mê võ đăng quyền nói riêng. Anh em có thể qua video, anh em có thể tặng cho mình một like nhé nè. Rồi cảm ơn tất cả anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Nếu anh em nào có những ad vip top server thì anh em có thể để lại một liên hệ với mình qua Zalo và fanpage để mình có thể lưu giữ lại kỷ niệm, gửi đến toàn thể anh em đam mê võ lâm một cái video ngắn 10 phút để lưu giữ cái kỷ niệm chơi game của mình nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye tất cả anh em nha.